Xin chào mọi người, tôi là Trương Thế Vinh. Lần này tôi là Hùng trong phim Chị Mẹ Học Yêu. Nhân vật Hùng là một người, theo Vinh nghĩ đó là một người mà rất là tuyệt vời trong cái xã hội hiện tại, là một người thành công trong công việc, là một người bố hết mức thương con và không có quá chiều con, dạy con một cách rất là văn minh hiện đại. Và tất nhiên không ai toàn vẹn hết, anh ta có khiếm khuyết là anh ta cũng đổ vỡ trong hôn nhân một lần. Đầu tiên thì anh thấy Trinh rất là đẹp, dáng đẹp, người thẳng thắn, làm việc nghĩ gì thì nói luôn chứ không có gọi là nói vòng tròn. Điều đó là anh thấy Trinh không có phân nì, thấy Trinh thẳng thắn thôi. Thật sự chưa thấy phim này, hy vọng trong lúc làm việc sẽ thấy phim này. Kết nối quá nhiều rồi. Đây có phải lần đầu anh đóng chung đóng cặp với Kiều Minh Tuấn không? Đóng cặp á? Đóng chung một phim. Đóng chung một phim với Kiều Minh Tuấn, yes, lần đầu tiên. Đóng cặp thì chưa bao giờ. Các bạn ơi, hãy đón xem Chị Mẹ Học Yêu 2 trên app Galaxy Play nhé.